Bạn có thể được tặng khóa học nghệ thuật quyến rũ khách hàng cùng với cả bộ thẻ thần chú mê đắm khách hàng. Và ngày hôm nay thì tôi muốn nói với cả bạn về khóa học nghệ thuật quyến rũ khách hàng. Thì chỉ riêng cái khóa học này đứng riêng thôi, nó cũng là một cái giáo trình cực kỳ hoàn chỉnh, đầy đủ và tuyệt vời về nghệ thuật bán hàng. Khóa học này thì bạn sẽ tìm hiểu về, thứ nhất hệ là về tâm lý ở trong mua và bán, thì bạn sẽ hiểu được rằng là tại sao có những người bán hàng thì lại xuất chúng như vậy, và có điểm gì khác biệt, cái tố chất gì khác biệt ở giữa những người bán hàng xuất chúng so với cả những người bán hàng bình thường. Và tiếp theo ấy, thì bạn sẽ tiếp tục tìm hiểu về các nguyên tắc tâm lý, làm thế nào để tạo ra được cái trạng thái khao khát, làm nào để tạo ra được cảm xúc để đưa đến việc mà khách mua hàng. Và phần tiếp theo thì bạn sẽ tìm hiểu được theo đúng 11 bước, 11 bước của một quá trình sale hoàn chỉnh. Từ bước đầu tiên lại là việc tạo thiện cảm cho đến bước cuối cùng. Là bước mà bán được hàng là bước ở giữa nhá. Bước cuối cùng không phải là bước bán được hàng, và bước cuối cùng lại là bước mà sau khi bán được hàng cho khách nhiều lần rồi, và nếu như mà khách có gì giận 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 dữ ấy, thì là mình phải học cách xoa dịu khách và tiếp tục biến khách trở thành fan. Đấy, thì đây là 11 bước của một quá trình bán hàng hoàn chỉnh. Từ việc tạo thiện cảm này, hai người không biết nhau, sau đấy việc mà liên tục với đến bước ở giữa là bán hàng, rồi đến tiếp tục chăm sóc, rồi tiếp tục cho đến bước cuối cùng là xoa dịu khách, bước 11 xoa dịu khách. Thì bạn sẽ học được về 11 bước hoàn chỉnh của một cái quy trình sale, một quy trình bán hàng hoàn chỉnh. Đấy, và cái khóa học mà nghệ thuật quyến rũ khách hàng này ấy, là cùng với cả bộ thẻ thần chú mê đắm khách hàng tạo thành một cái quy trình sách giáo khoa rất chuẩn chỉnh. Nhưng mà cái sản phẩm thần chú mê đắm khách hàng, cái bộ thẻ này ấy, thì nó gồm có những cái lá thẻ với những ngôn từ cực kỳ tuyệt vời mà bạn buộc là sẽ phải ghép cùng với cả cái khóa học kia. Buộc là sẽ phải ghép cùng với cả cái khóa học nghệ thuật quyến rũ khách hàng kia để bạn hiểu được rằng là trong cái tình huống, trong cái chương đấy thì mình sẽ sử dụng bí kíp nào, sử dụng lá thẻ nào và nội dung của lá thẻ đấy là gì. Thì mình sẽ luôn phải sử dụng hai cái sản phẩm này cùng với nhau, đó chính là bộ thẻ thần chú mê đắm khách hàng cùng với cả khóa học nghệ thuật quyến rũ khách hàng. Và ngày hôm nay thì khi mà bạn đặt hàng sớm với bộ thẻ thần chú mê đắm khách hàng này thì bạn sẽ được quà tặng, như tôi đã nói, quà tặng đó chính là cái khóa học nghệ thuật quyến rũ khách hàng có giá là 900.000. Ngoài ra ngày hôm nay thì bạn sẽ còn được một quà tặng nữa, cũng về nghệ thuật tâm lý, nó cũng là một cái bộ thẻ. Đấy, thì bộ thẻ này nó sẽ giúp cho bạn hiểu được cái nhóm tính cách của đối phương, để từ đó mình có cách cư xử phù hợp và thu được trái tim, thu phục được trái tim của đối phương. Đó chính là cái bộ thẻ mang tên là Mật mã tình yêu, và bạn sẽ hiểu được về 5 ngôn ngữ tình yêu. 5 ngôn ngữ tình yêu này không chỉ ứng dụng tình yêu nam nữ đâu ạ, mà còn trong bạn bè này, sếp, nhân viên này, rồi đồng nghiệp. Đấy, và giữa người mua người bán đấy, bạn chỉ cần quan sát cái người mua thì bạn sẽ hiểu được là cái ngôn ngữ tình yêu, cái điều mà họ muốn là gì, và mình sẽ làm cái điều mà họ muốn thì họ sẽ coi mình là người bạn thân thiết hay coi mình là ân nhân, mức cao hơn là ân nhân. Đấy, và họ sẽ mua hàng từ bạn. Đấy, và nhớ nhá là việc mà đặt hàng sớm với bộ thẻ thần chú mê đắm khách hàng này là bạn cần phải hoàn tất trong hôm nay. Và để đặt hàng sớm thì bạn sẽ cần phải đăng ký vào cái đường link ở bên dưới, cái đường link bằng tiếng Anh kia. Đấy, và khi mà bạn đặt ở trong cái website kia thì bạn sẽ không nghe thấy cái quà tặng như là trong clip này đâu. Và nhớ là bạn cần phải nói với cả chuyên gia tư vấn khách hàng là bạn đã xem được cái clip này ở trên kênh YouTube của Mai Tình Yêu, và với cái mã là MIT, cái tắt của Mai Tình Yêu ấy ạ, MTI Mai Tình Yêu, MTI 2020, thì có hai cách để bạn đặt hàng sớm. Thứ nhất là bạn vào đường link bên dưới, và cách thứ hai, đây, cách này nhanh hơn, thì bạn hãy nhấc điện thoại lên và gọi tới số điện thoại là 0936082928, 0936082928, 0936082928, nhấc điện thoại lên và gọi đặt hàng luôn nhé. Hẹn gặp lại bạn, bye bye.